cả nhà. Hôm nay sẽ có một cái video đặc biệt nha các bạn. Đây, các bạn biết gì không? Đây, mình dành 5 phút để làm những cái này. Cái này là một cái trái, bưởi. Nó giống như trái bưởi xanh của Việt Nam mình, nhưng mà nó là màu vàng. Và cái ruột của nó thì không phải màu trắng mà nó là màu đỏ nha các bạn. Đó, chỉ cần 5 phút là có thể làm nó nha, tạo thành những cái con gấu này nè. Tại vì nhìn nhìn cũng lười không muốn ăn, cho nên mình sẽ làm ra những cái đĩa như vậy, nhìn cho nó bắt mắt muốn á, xong rồi mình ăn đó. Thì mình sẽ làm ra những cái đĩa như vậy, làm cho nó nhìn cho nó bắt mắt và muốn ăn. Đây là cái con gấu nha, còn đây là những cái bông hồng như những cái bông á, mà quay thì nó sẽ bị rớt xuống nè. Tôi sẽ cho các bạn coi nhé. Đây, đó, nhìn được không? Trong vòng có 5 phút á, là mình tạo ra cái đĩa như vậy này. Đó, để vậy cho im đi, để bắt tới lúc luôn thì mình bắt. Đây, đừng cho các bạn cùng coi nha. Đó, đây là hình con gấu mình làm này, đây là những cái hoa. Đó, những cái cánh hoa nè. Cái này nó bị rớt cái trái bưởi màu hồng này á, thì để lâu trong, để cũng vài ngày trong tủ lạnh rồi mà chưa có lấy ra ăn, cho nên nó lười quá, cái nghĩ ra thôi làm cái gì đó cho nhìn cho nó bắt mắt để lấy ra nó ăn. Tại cái bưởi này á thì nó có nhiều công dụng lắm á nha. Bưởi này á hả, vừa tốt cho người có bệnh tiểu đường nè, rồi mất ngủ nè, chỉ mất ngủ nè, mệt mỏi nè đó. Lần sau mình sẽ làm một cái trái quýt hay cái gì đó, sẽ quay cách làm cho các bạn. Cái này nhanh lắm, chỉ làm trong vòng có 5 phút thôi, mà nhìn nó hấp dẫn quá, cho nên thôi mình quay làm cái quay lên cái mới đầu thì tính không có quay cái video này, nhưng mà nhìn thấy cũng vui vui thôi, để quay lên cái video này giới thiệu cho các bạn coi nha. Thì đây là cái đó. Cái này thì mình ngồi xong mình nghĩ thôi lấy cái trái này, cái bưởi này ra ăn đi, thôi vậy làm video quay nó đó, trong vòng có 5 phút là xong cái bưởi này. Cái này làm là 3 trái bưởi nha. 3 trái bưởi thì làm được đó, 1 cái 2 cái 3 cái 5. Ở rất hoài cái gì cũng gì. Muốn mình cho tới ăn. Thì làm được 3 cái bông nha các bạn. Mà nhìn trực tiếp thì rất là hấp dẫn nha chị. Mới đầu lười quá, nghĩ ăn cái này phải lột vỏ rồi làm, sao thấy lười quá, xong mà nghĩ lại tự nhiên cái làm ra những cái như cái vẻ thì nhìn lại muốn ăn rồi, muốn quay lên video cho các bạn cùng coi luôn đó. Là thật nha, tiếc cái là cái quay được cái bông của nó đó. Thì cái bưởi này á, ở bên Việt Nam mình hay ăn chung với cái muối tôm chấm tùy nha, nếu mà bưởi nào bưởi nó chua quá, hơi thường là bưởi chua chua ngọt ngọt thì ai muốn ăn không thì ăn, còn không thì mình ăn với muối tôm. Thì ở đây mình là thích, mình ở bên này có hai bé nó mang cái muối tôm này từ Việt Nam qua nè, thì thường mình ăn ổi hay ăn trái cây hay ăn gì mà nó chua chua ngọt ngọt thì mình hay lấy cái trái cây này, cái muối này ra để mình ăn ăn chung cho nó ngon đó. Những cái video sau nếu mình có làm, mình chân ra những cái sản phẩm như vậy thì mình sẽ quay cái cách làm luôn cho các bạn. Nhưng mà rất là nhanh chóng, tại vì thật ra mình cũng chẳng khéo tay gì đâu, nhưng mà mình thấy làm mấy cái bưởi này ăn đi cho nó tốt, chứ để trong tủ lạnh cũng lâu rồi, cho nên lấy ra ăn. Để ăn mà không ngờ làm cũng nhanh ghê, trong vòng có mấy phút thôi thì đã ra được một cái sản phẩm như vậy đó. Nhìn mình sẽ ăn nó. Cái bưởi này là bưởi của ở năm Mỹ. Cái bưởi này thì nhập cũng ở bên Sinh luôn, nhưng mà là nhập nha. Bé em mang về 3 trái cho mình, giá tiền thì mình không biết, chắc là người ta cho nên mình cũng không có rõ được cái giá tiền, nhưng mà thôi canh nó đi làm cho mình lấy cho mình ạ. Cái này vừa trang trí được mà vừa bỏ được cái food ở trong cái
bỏ được cái trái cây luôn vô trong cái bụng của con gấu này để mình ăn từ từ. Cho nên nhìn nhìn vậy cho nên muốn ăn chứ còn không thì cũng lười lười rồi. Nhưng mà những cái mùa dịch như vậy thì nên ăn những cái trái cây rồi để tốt cho sức đề kháng nha, lại tăng cường nhiều cái vitamin C. Cái bưởi này nó không giống bưởi Việt Nam nha, cái bưởi này nó hơi đắng đắng, nó không được như bưởi Việt Nam. Bưởi Việt Nam thì ăn ngọt, chua chua hoặc ngọt, còn cái bưởi này nó hơi đắng đắng, nó cũng có vị chua ngọt nhưng mà là đắng, đắng đắng. Nhưng mà ăn cái muối ngon, muối Tây Ninh nè, muối này là muối Tây Ninh nè. Hai bé về Việt Nam được Tết rồi để mang qua đó, nhìn vậy nhưng hấp dẫn. Cái này mình làm được đó là cũng chẳng qua là mình cũng xem trên mạng á, YouTube người ta làm rất là nhiều thứ, nhưng mà mình thấy cái này đơn giản nhất tại không có mất nhiều thời gian, mà sẵn tiện ở trong tủ lạnh mình vẫn có những cái thức ăn, có những cái trái cây như vậy, cho nên mình lấy cho mình làm luôn thì tiện để mình ăn rồi mình làm sâu cho các bạn coi luôn. Nếu mà ăn không á thì hơi chán, nhưng mà chấm muối thì ngon lắm. Muối với cái cây ngọt. Đó, ăn cái bụng này con đau lỗi luôn, ăn hết bụng mình rồi. Nhiều quá. Nhiều nha. Cái này cắt thành phân tròn rồi mình bỏ cái ruột nó vô. Còn nó phải đầu qua mình có muối muối. Mà cũng nhanh lắm không? Nhanh lắm là mình có mình ăn à. Mới lại mình nhập mình thấy nó công dụng của nó có một cái rất là hay, đó là chống mất ngủ, làm cho dễ ngủ à, ngủ và tốt. Còn những người mà bệnh tiểu đường thì ăn cái này vô cũng tốt nữa. Mới đầu thì không muốn ăn tại nghe cái vị đà kêu là đắng đắng, con bé em bữa thì nó có bổ ra ăn nó kêu đắng đắng cho nên thấy cũng lười lười không muốn ăn rồi. Mà lại mở tủ lạnh ra tự nhiên cái thấy có ba trái thôi, thấy ba trái vậy thôi mở ra làm luôn đi. Mà nếu mà ăn bình thường mà cứ lột lột ra ăn nhìn không có hấp dẫn, nhìn chán chán không muốn ăn. Tự nhiên cái tình cờ thấy tối qua thấy một cái video làm cắt những cái hình con thú ra đâu rồi thấy hay nên mở ra coi xem. Mà cũng không biết làm nên mở coi được. Ô, mình công nghiệp nhanh thiệt, làm mấy phút xong đơn giản chưa thấy được. Mà nhìn ăn không thấy ngon nữa, cho nên ăn uống hay cái gì đó là phải nhìn nó cũng phải bắt mắt, mình ăn mình mới thấy nó vui chứ nếu mà ăn bình thường không thì không nói gì đâu. Cái này là cái hoa mà nếu hả bây giờ cái hoa này mà cái này nó thiếu cái thiếu cái dưa leo á, dưa leo nó sẽ làm những cái cánh hoa hoa này này, khúc này sẽ đẹp lắm á. Nhưng mà hôm nay nhà không còn dưa leo nên thôi, có gì làm đó thì cho nhanh, mà chủ yếu là ăn trái cây thôi, nó qua làm cho đẹp để mình nhìn mình ăn cho nó dễ ăn thôi đó. À, nó là những cái cánh hoa đó nhìn rất là bắt mắt ha. Nên giờ cái con gấu này trong cái bụng đó mình ăn rồi chứ mà cánh hoa mình cũng tiếp mình chưa muốn ăn. Nhưng mà ngon lắm nha. Mà cái trái này thì cũng kén người ăn chứ không phải là ai cũng thích ăn.
Nhưng mà mổ ra vậy thì bây giờ thấy thấy mình ăn mình thích, mình thấy nó ngon. Chấm muối, chấm đâu không? Ăn lên hồi ăn hết sạch một trái rồi đó. Cái này tổng cộng là ba trái nè, một trái là làm con cấu này, còn hợp lại hai trái là mình làm hoa. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Bình thường thì ngon mà tại nhờ cái muối này, chắc nhờ cái muối này ăn ngon. Đây là bưởi nha bạn, cũng là bưởi đó. Nhưng mà trái nó thì nhỏ hơn. Đây là cái cam này không? Chứ không lớn. Bữa Việt Nam mình ăn thì nó ngọt và nước nó nhiều. Cái này thì cũng có nước nhiều nha. Hầu như là nước có cái nước nè, có chè nước luôn. Nhưng mà vấn đề là nếu mà so sánh giữa hai cái loại bưởi thì đương nhiên là cái bưởi Việt Nam mình á, bưởi xanh á, nó ngọt hơn những cái bưởi này. Còn nếu mà ăn mà về công dụng thì hai cái đều công dụng thì đều như nhau. Mà những bạn nào mà muốn thưởng thức những cái vị mới thì mình thử cái trái này. Trái này thì nó màu vàng chứ không phải là màu sao. Mà bên này thì cái giá mình không có biết, chắc cũng vài đô một trái đó, chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà tại vì bé này, em nó mang về cho nên mình cũng rõ cái giá nữa đó. Thì những cái trong cái mùa này thì mình nên tăng cường những cái vitamin đồ cho cơ thể cho nó khỏe mạnh. Có ăn những cái loại trái cây đồ có chất dinh dưỡng đồ vô, tăng có nhiều lượng vitamin thì cũng là đọc báo đọc chí đó. Mình thấy đó, là tăng cường những cái vitamin thì tốt cho sức khỏe, cho nên thôi cứ nghe mình thấy cái nào tốt thì mình nên thực hiện đó. Đó. Nếu mà các bạn ăn không vậy thì không ngon đâu, mà cho cái muối này vô, nhờ cái muối này ăn rất là ngon, ngon là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một cái hoa đi, nó ăn hết cái con phần con gái con gấu. Mình chị mình giới thiệu sơ về những cái trái bưởi bưởi đỏ, bưởi ruột đỏ mà cái vỏ vàng nha. Ở bên xin cho các bạn cùng cùng coi. Mình nghĩ là bên Việt Nam nó cũng có bán cái này á. Thì cũng nói cho là cái vị của nó thì hơi đắng đắng, nhưng mà chất lượng với lại cái dinh dưỡng mà nó cung cấp thì cũng như nhau như bưởi bên Việt Nam mình thôi. Này, hẹn gặp lại các bạn ở thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nha.